Các quan chức thực thi pháp luật của Nga đang điều tra hoạt động khai thác tiền điện tử tại Burisma, nhà tù lâu đời nhất của Nga. Một lãnh đạo cấp cao của nhà tù Burisma ở quận Tverskoy, trung tâm Moscow, đang bị điều tra vì đã thiết lập một trang trại khai thác tiền điện tử. Đây là nhà tù lâu đời nhất của Nga, được xây dựng từ những năm 1771. Người này được cho là một phó giám thị. Ông ta đã bị buộc tội ăn cắp điện để đúc tiền kỹ thuật số với sự giúp đỡ của những đồng phạm chưa rõ danh tính. Các nhà điều tra cho đến nay đã xác định rằng quan chức này cùng với các đồng phạm của anh ta đã lắp đặt thiết bị khai thác vào tháng 11 năm 2021. Phần cứng được tìm thấy trong khuôn viên của một phòng khám tâm thần do cơ quan sám hối liên bang điều hành tại nhà tù. Trong thời kỳ đó, các máy móc tiêu thụ gần 8.400 kW điện do chính phủ chi trả với tổng chi phí là hơn 62.000 rúp, tương đương với gần 1.000 đô la Mỹ. Vì điều này, phó giám thị bị buộc tội hành động vượt quá quyền hạn của mình, vi phạm đáng kể lợi ích được bảo vệ hợp pháp của xã hội hoặc nhà nước. Đánh cắp điện để khai thác tiền điện tử đã trở thành một nguồn thu nhập hấp dẫn đối với nhiều người ở Nga. Những người khai thác bất hợp pháp được cho là nguyên nhân gây ra sự cố mất điện thường xuyên, đặc biệt là ở các khu dân cư nơi lưới điện không thể xử lý quá tải. Để đối phó với hiện tượng này, cơ quan chống độc quyền của Nga gần đây đã đề xuất việc áp dụng mức giá điện cao hơn cho các thợ đào tiền điện tử tại nhà.